Phạm suy sụp trong tang lễ bố ruột, Trường Giang, Nhã Phương và dàn sao tiễn biệt. Gạt đi nỗi đau để gắng gượng lo liệu tang lễ cho bố ruột, Dôn Phạm mới đây đã có những chia sẻ đầu tiên. Trong tang lễ, hình ảnh nam ca sĩ tiều tụy suy sụp tiễn đưa người thân yêu nhất khiến nhiều người xót xa. Sáng 13 tháng 6, Dôn Phạm xót xa thông báo bố đẻ là ông Phạm Văn Thu đột ngột qua đời ở tuổi 73. Nam ca sĩ cho biết tang lễ diễn ra nhỏ gọn, ấm cúng tại một ngôi chùa ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dù vậy, những hình ảnh hiếm hoi trong tang lễ của bố nam ca sĩ đã được lan truyền trên mạng xã hội. Gắng gượng lo liệu trong tang lễ của bố, Dung Phạm khiến người hâm mộ phải xót xa với vẻ ngoài tiều tụy, suy sụp khi mất đi người bố. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên, an ủi và hy vọng anh chàng sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần để trở lại với công việc. Nhiều nghệ sĩ Việt như Trường Giang, Nhã Phương, Puka, Jin Tuấn Kiệt, ST Sơn Thạch đã gửi hoa thay cho lời tiễn biệt đến người quá cố. Đến trưa 14 tháng 6, Dung Phạm lên tiếng gửi lời cảm tạ với đồng nghiệp, người hâm mộ đã gửi lời chia buồn với gia đình anh. Nam ca sĩ chia sẻ, thực sự là cảm thấy bình an khi chiều nay bố đã về bên mẹ. Lời cuối thay mặt gia đình, con xin chân thành cảm tạ từ tận đáy lòng đến với thân bằng quyến thuộc đã đồng hành và gửi niệm lành đến gia đình chúng con nhiều ngày vừa qua. Con luôn tin đây chỉ mới là bắt đầu cho một chương mới thôi. Con thương chúc bố mẹ mãi mãi an vui bên nhau dù có đang ở cảnh giới nào đi chăng nữa. Lúc sinh thời, bố của Dung Phạm thường xuyên xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc, vlog và thỉnh thoảng cũng lộ diện ở sự kiện cùng con trai. Sau biến cố mất mẹ vào năm 18 tuổi, Dung Phạm cho biết anh dành nhiều thời gian để chăm sóc bố. Bố của Dung Phạm cũng được nhiều người hâm mộ của con trai yêu mến vì ông rất gần gũi, thân thiện, tâm lý. Dung Phạm từng nói, tôi đã học được rất nhiều từ bố, cuộc sống như một dòng sông có lên có xuống, nhưng quan trọng là dòng sông không bao giờ ngừng chảy, mọi thứ vốn đã được an bài, nên quan trọng là tận hưởng phút giây hiện tại cùng nhau. Với những người yêu quý Dung Phạm, có lẽ đều nhiều lần chứng kiến hình ảnh nam ca sĩ và bố gắn bó như những người bạn. Trong những vlog của Dung Phạm, bố Dung Phạm luôn xuất hiện với hình ảnh dung dị, gần gũi. Không những vậy, Dung Phạm thường xuyên đăng những khoảnh khắc dễ thương, tình cảm bên bố. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có thể thoải mái thể hiện tình cảm thì hai bố con đã phải trải qua nhiều khó khăn, cùng nỗ lực tháo gỡ những hiểu lầm và khúc mắc. Cụ thể trong một chương trình, Dung Phạm bộc bạch từ nhỏ đến lớn anh gần gũi và chia sẻ nhiều với mẹ, nhưng vào năm 18 tuổi, biến cố ập đến với Dung Phạm khiến anh có lúc đã giận bố. Năm Dung 18 tuổi, mẹ không may qua đời, lúc đó mình bị cô đơn vì không thể chia sẻ với ai, những buồn vui, sự thay đổi của tuổi dậy thì, những trăn trở khi lên đại học, mình không thể nói với bố bởi vì bố là đàn ông mà, nhiều khi mình không hiểu và không thể nào chia sẻ được, lúc đó mình chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mà không hiểu rằng mình mất mẹ nhưng bố cũng mất vợ, chắc bố cũng buồn lắm, Dung Phạm kể. Thời điểm đó, Dung Phạm cho biết anh đã không chấp nhận được việc bố suốt ngày say xỉn để mặc anh ở nhà. Đến khi cơn giận lên tới đỉnh điểm, hai bố con đã xảy ra cuộc cãi vã lớn đến mức nam ca sĩ có ý định bỏ nhà đi. Nhưng ngày hôm sau, bố lên huyết áp phải vào viện khiến Dung Phạm cảm thấy vô cùng có lỗi. Lúc đó mới thấy mình thật tệ, chỉ biết quan tâm quá khứ mà quên mất hiện tại quan trọng thế nào. Lúc đó ở trong viện, mình chỉ ngồi nắm tay bố và nói xin lỗi, hứa rằng từ nay về sau sẽ luôn nhận lỗi sai, anh tâm sự. Cũng nhờ biến cố đó, hai bố con đã hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều. Anh nói, từ ngày hôm đó, bố nhẹ nhàng hơn, mình hiểu được bố mất một người vợ rất chung thủy, bố cũng lớn tuổi rồi làm sao quen với việc đó được. Từ đó, bố thay mẹ để nuôi tôi và tôi thay mẹ để chăm sóc bố. Trong vòng 10 năm đó, Jun cố gắng đứng ở phía bố để hiểu, bố cũng cố gắng đứng ở phía Jun mà hiểu, nên bây giờ hai bố con thương nhau hơn, dễ dàng nói với nhau những câu như con thương bố hoặc bố thương con.